được lấy cảm hứng kiến trúc hoành tráng và đầy sắc màu của thành phố trên sông lãng mạn của đất nước Ý, hứa hẹn tạo nên một không gian của lễ hội, văn hóa và giải trí độc đáo. Điểm nhấn thiết kế chính là dòng sông chảy giữa lòng thành phố Venice đầy lãng mạn và những con thuyền gondola xinh đẹp. Không còn phải đi đến Phú Quốc xa xôi, sắp tới đây, cư dân và du khách sẽ được trải nghiệm thiên đường nghỉ dưỡng đậm chất Venice lãng mạn của xứ Ý ngay tại cửa ngõ phía đông của thủ đô Hà Nội. Mình thấy rằng là ở đây rất là thơ mộng và mình thường tới đây vào tối thứ bảy để được xem bắn pháo hoa tại nhà mình gần ở đây. Mình thấy là giống ở bên châu Âu và khung cảnh rất là đẹp, phù hợp với giới trẻ ạ. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm cuối tuần có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí thú vị, hiện đại, thì thành phố ven sông ở Hưng Yên sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, giúp khách hàng giải trí nạp đầy năng lượng. Lấy cảm hứng từ những lễ hội đường phố sôi động trên thế giới là điểm đến thú vị nhất tại đây. Từ không gian mua sắm, ẩm thực đến giải trí đa dạng, náo nhiệt, bạn sẽ được hòa mình vào đường phố rực rỡ sắc màu.